Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. MC Kỳ Duyên bật mí hành lý khi đi du lịch cùng Trịnh Hội. Với kinh nghiệm của chuyên gia sống trên máy bay, MC Kỳ Duyên chia sẻ danh sách những thứ nên và không nên mang khi du lịch. Là một trong số những nghệ sĩ Việt chăm chỉ phát triển kênh YouTube với nhiều mẹo chia sẻ, MC Kỳ Duyên sở hữu những video rất hữu ích, được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các kinh nghiệm liên quan đến việc đi du lịch. Cô chia sẻ, mỗi năm mình bay tới 320.000 km nên có thể coi là người sống trên máy bay. Với đôi giày cao bạn không thể chạy kịp, cuối cùng, khi ngồi lâu trên máy bay, chân thường có xu hướng nở ra do bị dồn máu, nếu đi bút sẽ khó chịu. Việc tháo ra cũng không dễ dàng, các loại túi cứng, cồng kềnh, hàng hiệu, vì chúng khá nặng, phụ nữ đi một mình sẽ khó khăn để lên khoang hành lý phía trên, còn nếu để dưới ghế sẽ rất xót của vì là hàng đắt tiền. Hơn nữa, dùng loại túi này, mỗi khi phải đục đồ, lấy ví tiền, hộ chiếu, điện thoại hay bỏ lên khay để đi qua máy scan đồ xách tay. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel, vali hàng hiệu cũng không nên mang lên máy bay. Bởi theo MC Kỳ Duyên, không phải chuyến bay nào bạn cũng được mang đồ theo người. Với một số máy bay nhỏ, khoang hành khách khiêm tốn, tất cả hành lý đều phải cho vào ký gửi. Sử dụng vali đắt tiền có nguy cơ rất dễ bị lấy mất, túi không có khóa kéo. Một số loại túi hàng hiệu dạng đeo vai thường không có khóa kéo trên miệng. Kỳ Duyên từng mất khá nhiều đồ vì bị rơi ra ngoài. Quần áo thời trang trên máy bay khá lạnh so với khi ở dưới đất. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Qua hai lần đổ vỡ, gương mặt dẫn chương trình nổi tiếng của Trung tâm Thúy Nga không còn tin rằng đám cưới sang trọng hay tờ hôn thú là cái giúp người ta ràng buộc nhau một đời. Với người đàn ông hiện tại, Kỳ Duyên không nghĩ tới chuyện xa xôi, chỉ muốn giữ một mối tình lãng mạn. Khi không đứng trên sân khấu, chị từ bỏ vẻ kiêu sa để làm người đàn bà giản dị gần gũi. Chị khoe vừa ăn phở ở vỉa hè và thấy ngon tuyệt, ngay sau đó lại bảo chỉ phở gà thôi nhé, phở bò là phải ăn của mẹ Mai. Tôi nghĩ tới việc chuyển nghề sau khi sinh con đầu lòng. Mỗi khi về nhà, tôi mang theo cả một sự bực bội vì nghề luật sư giống như đi đánh giặc vậy. Lúc nào cũng nghĩ tới việc phải làm sao thắng kiện. Nghề luật ở nước Mỹ muốn thành công, một tuần phải bỏ ra ít nhất đến 80 tiếng. Những văn phòng luật sư có cả phòng tắm, phòng ăn để nhân viên nghỉ lại ở đó. Ông chủ tôi, lúc đó đã hơn 70 tuổi, 3 lần ly dị, sáng tới sớm nhất, tối về trễ nhất, làm việc tới nỗi sinh ra nghiện rượu vì stress nhi. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel, đó không phải là cuộc sống mà tôi muốn. Tôi muốn mình đi làm về chơi với con, cảm thấy vui vẻ. Điều buồn cười nhất là khi tôi nói không muốn làm luật nữa, ông chủ dắt tôi đi khắp văn phòng, sang cả những văn phòng luật bên cạnh và tuyên bố đây là người luật sư thông minh nhất vì cô ấy dám bỏ nghề lúc cô ấy còn trẻ. Thật ra, nó không ảnh hưởng gì, chỉ là hai vợ chồng không còn hợp với nhau. Những người phụ nữ Việt Nam truyền thống thường cho rằng mình có trách nhiệm nín nhịn để níu giữ. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel, mẹ ngược lại với tôi, bà rất cổ điển. Ngày xưa, khi thấy mẹ không hạnh phúc, chính tôi là người hối thúc mẹ nên đi tìm cuộc sống mới. Sau khi tôi ly dị, có một lần tôi vô tình nghe mẹ nói chuyện điện thoại với một người bạn. Bà nói, trời ơi, chả nhẽ mình khuyên con mình ly dị. Nhưng thấy nó bước ra rồi, mình mừng cho nó. Mẹ là người sống bên cạnh tôi. Bà chứng kiến sự bất hòa trong mối quan hệ giữa tôi và người chồng đầu. Có lần bà kể, mỗi lần con đi sâu, mẹ đều đi đón thay vì chồng. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thật ra, tôi đã làm MC từ những năm 19 đến 20 tuổi nhưng là làm ở trong trường đại học. Chính điều đó đưa đẩy tôi làm MC cho những video. Tôi thấy sự chuyển tiếp khá nhẹ nhàng. Có lẽ tôi gặp được nhiều may mắn. Nếu khán giả thương tôi, chắc chắn phải từ một điều khác chứ không phải từ tài MC. Người MC đứng trên sân khấu chinh phục khán giả bằng khả năng ăn nói và sắc đẹp. Trong khi bên Mỹ, tiếng Việt của tôi ở vào thế yếu vì tôi chưa bao giờ học trường Việt.